quay vậy rất là thú vị. Theo anh cô ca sĩ, nói chung cũng đã hết thời rồi và muốn ngon ngót trở lại như cũ, trở lại ánh hào quang như cũ thì lại không được. Cho nên trong một lúc buồn rầu thì cổ đã bị một cơn lốc xoáy cuốn lên chung với một bà già và hai người đã hoán đổi thân xác với nhau. Vai diễn này thì cũng gây khá là nhiều khó khăn cho Phương. Khó khăn nhất là về cái đi đứng, cách nói chuyện. Phương có một cái tật là nói rất là nhanh, nhưng mà trong cái phim này chị Phương nó rất là chậm. Em có định lòng tiếng lại không? Chị hỏi nhanh vậy hồi nữa mình vô mình ai lưỡi cho cái tiên này. Có những cảnh mà quay chung với chị Hương rất ấn tượng, rất là ghê. Tại vì hai chị em cùng diễn với nhau ở biển là xong rồi cũng gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình quay, nên là những đoạn đó nó cũng khác sau và mình rất là nhiều. Mình thấy rất là may mắn khi được làm chung với chị Hương. Bơi mà tốn tiền bộ dày là nó muốn mình đi là bơi cứ gì cũng bơ không thôi nổi. Đó là bộ phim này để hoàn thành mà ra mắt mọi người cũng phải gần 2 năm đó. Trước đó thì Phương cũng có đi chung với mấy anh chị trong các cái để mà tập để mà đánh võ. Mà khi mà ra hiện trường thì đôi khi có những cái bị thay đổi, tại vì có những cái phản ứng của mình rất là lanh lẹ. Nhưng mà trong vai một bà già thì đôi khi mình phải chậm lại xíu. Phương đoạn mà thích nhất trong phim cảnh zombie này. Phương tin là bộ phim Hoán Đổi này sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc phù hợp với tất cả mọi người. Mọi người hãy đến để ủng hộ phim Hoán Đổi nha. Bên cạnh đó hãy like và share phim bay này nha.